Xin chào mọi người. Đây là một số cái quang cảnh tôi đang đi tìm một cái thuốc đặc trị cái bệnh trào ngược dạ dày và đau dạ dày cho mọi người, rất là hay. Cái này là một cái cây thuốc mà lưu truyền trong cái dân tộc người Mèo ha. Cái thuốc này rất là hiệu quả, hiện tại nhiều người sử dụng là hiệu quả lắm. Cho nên mục đích của tôi hôm nay là tôi sẽ đi tìm cái cây thuốc này bằng cái những cái hình ảnh thực tế nhất á, thì nó sẽ giúp cho mọi người trị được cái bệnh trào ngược dạ dày nè, rồi viêm dạ dày nó gây cho mọi người những cái cơn đau dạ dày quằn quại cỡ nào, nặng cỡ nào tôi không cần biết. Nhưng mà khi mọi người sử dụng cái bài thuốc này một liệu trình á, thì sẽ khỏi. Đây là một cái số hình ảnh đẹp mà tôi trên đường tôi đi tìm cây thuốc đó mọi người. Đây là cây rau chạy hay là cây rau chọi đó mọi người. Cái này thì được nhiều người sử dụng và gọi nó là một cái rau trường sinh ha. Trên kênh Phan Lâm Vlog thì tôi cũng đã có cái bài giới thiệu về cái cây này rồi. Cây này rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Đặc biệt cái cây này á, nó là một cái loại, người ta gọi là một loại rau nó nhiều dinh dưỡng hơn cả cái thịt bò của chúng ta nữa ha. Mọi người chú ý đến em nó một tí xíu giùm. Thì hình thức nó là như thế này nè mọi người ha. Cái này là cây rau chạy hay là rau chọi nè. Giá trên thị trường của nó thì cũng không cao lắm, nhưng mà đặc biệt cái chất dinh dưỡng nó mang lại cho mọi người sử dụng thì rất là cao. Đây, một số quang cảnh đó, những cái lá nó lớn lớn đó mọi người, đó, nó màu đó đó. Nó thường thường mọc ở những nơi bờ suối, nó thích nước lắm ha. Rồi. Đây là một số cái cảnh mà tôi quay lại cho mọi người đi tìm cái thuốc đây. Rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành đi tìm cái thuốc nha mọi người. Và đây là cái cây thuốc của chúng ta nè mọi người ha. Mọi người nhìn kỹ đây, tôi quay những cái lá non nó như thế này cho mọi người nhìn kỹ ha. Thì cây này nó có tên gọi là cây xăng C ha, xăng X và CS á, xăng C. Cái này đặc trị bệnh đau dạ dày và trào ngược dạ dày cho mọi người rất là tốt. Đây mọi người nhìn thấy cái cây nè, cái thân của nó nè ha. Trời thì cũng rất là nắng cho nên có thể là tôi sẽ đem một phần nào đó vô trong mát để chia sẻ bài thuốc cho mọi người. Nhưng mà trước tiên á, thì xin mời mọi người chúng ta quan sát cái cây thực tế xíu. Đây là cái hoa của nó chuẩn bị nở nè mọi người. Đây, cái hoa của nó chuẩn bị nở đây. Đó. Vậy thì cái cây này nó rất là giống cái cây khôi tía. Mà cây khôi tía thì trị bệnh đau dạ dày thì cũng rất là tốt. Nhưng mà đặc biệt á, mọi người phân biệt nè. Cây này nó không có răng cưa. Và lá của nó không có lông. Ha, lá của nó không có lông. Đây, mặt trên mặt dưới lá của nó là không có lông. Cho nên á, mọi người đừng có nhầm nó với cái cây khôi tía nha. Cái này tên gọi của nó là cây xăng xê đó. Thì tôi cũng có hỏi cái này thực chất là một cái vườn thuốc nam, một số cây thuốc nam của một ông bạn. Thì tôi cố tình tôi tìm cái cây này để chia sẻ bài thuốc cho mọi người. Cho nên có thể là tôi sẽ xin anh đó một ít giống về nhà tôi trồng. Thì khi nào bà con mình cần thì cứ liên hệ với tôi ha. Tôi sẽ cung cấp miễn phí cho mọi người. Thì cây xăng xê này, khi mọi người sở hữu được cây xăng xê này rồi thì mọi người sẽ giống như là mọi người có được cái cách trị bệnh đau dạ dày và trào ngược dạ dày đơn giản đến mức tối thiểu nhất. Mọi người dùng rất gọi là rất là đơn giản nhưng mà trị dứt điểm khỏi cái bệnh trào ngược dạ dày nè, đau dạ dày do viêm đế dạ dày nó gây ra đó, thì mọi người dùng cái bài thuốc này nó sẽ hiệu quả trong một liệu trình thôi ha. Trong một liệu trình, nếu như người nào mà có cơ địa phù hợp với cái loại cây này thì trong vòng 5 đến 7 ngày mọi người đã kiểm tra được cái biểu hiện của nó rồi ha. Còn cái liệu trình của nó thì 20 ngày ha. Bài thuốc này thì cũng rất là khó dùng cho một số người nhạy cảm với các cái mùi của nó. Nó có cái mùi đặc trưng của nó nha mọi người. Nhưng mà nó không độc cho cơ thể chúng ta. Mọi người dùng ở gian tươi cũng được, ở gian khô cũng được ha. Tôi sẽ chia sẻ lần lượt cho mọi người cái cách mà để chúng ta dùng. Nhưng mà trước tiên tôi muốn mọi người là quan sát cái cây cho kỹ ha. Nó rất là giống cái cây khôi tía nhưng mà không phải. Lá khôi tía nó sẽ có lông mọi người ha. Lá khôi tía nó sẽ có răng cưa, còn cái này thì không ha. Đó, mọi người nhìn kỹ nha. Có thể tôi sẽ xin một đoạn để về tôi làm giống và chia sẻ bài thuốc cho mọi người luôn. Rồi, đây là cái hình ảnh cụ thể nhất của cây. Nó phát triển như thế này nha mọi người. Nó giống như cái dạng dây vậy mọi người ha. Đây nè, nó giống như cái dạng dây vậy. Nó thực chất là dạng dây chứ không phải dạng cây ha. Thì tên của nó là cây xăng xê. Có một số người thì người ta gọi là cây xì to. Vậy thì tất cả hình ảnh
rất là gần gũi, rất là quen thuộc và cận cảnh nhất để cho mọi người biết được cái cây này là cái cây săn xê ha, cây trị bệnh trào ngược dạ dày và đau dạ dày do viêm đế dạ dày gây ra đó. Mọi người chỉ cần sử dụng bài thuốc này thôi thì nó sẽ khỏi rồi. Thì thứ nhất thì tôi muốn chia sẻ bài thuốc cho mọi người, thì chúng ta sẽ dùng phần lá như thế này nè. Khi mà mọi người bị những cái chứng mà tôi vừa nêu trên á, trào ngược dạ dày, đau dạ dày ha, gây rất là khó chịu, thì mọi người có thể là dùng những cái lá bánh tẻ như thế này nè mọi người. Nếu mọi người dùng lá tươi thì chúng ta dùng 5 đến 6 lá thôi ha, 5 đến 6 lá như thế này nè. Mọi người rửa sạch sẽ đi nha, ngâm nước muối rửa sạch sẽ đi. Rồi mà mọi người tiến hành mọi người nhai, mọi người nuốt luôn ha, mọi người nhai mọi người nuốt luôn. Đó. Còn nếu như mọi người dùng lá khô thì chúng ta sử dụng những cái lá này chúng ta phơi khô nè. Mọi người dùng cho tôi nếu mà lượng á thì 40 đến 60 g ha, 40 đến 60 g. Còn mọi người kết hợp cho tôi là 1 lít đến 1 lít rưỡi nước. Đó. Mọi người cho vào cái ấm nấu thuốc, mọi người đun lên. Thì khi mọi người đun á, bắt đầu nó sôi thì đến cái giai đoạn mà chúng ta đạt được bài thuốc á là 5 phút ha, mọi người nhớ kỹ nha, 5 phút thôi. Thì chúng ta dùng cái nước đó chúng ta uống. Chúng ta chia ra nhiều lần trong ngày. Ha, một cái chú ý á là mọi người dùng những cái bài thuốc dùng lá tươi đi ha. Thì mọi người dùng lúc đói nha mọi người. Mọi người dùng ít nhất một ngày 2 lần cho tôi ha. Dùng lúc đói, lúc bụng chúng ta đói thì rất là tốt. Còn nếu chúng ta sắc thuốc cũng như vậy, mọi người nấu với 1 lít hoặc là 1 lít rưỡi nước, mọi người đun sôi 5 phút đi, rồi mọi người dùng cái nước đó mọi người uống. Thì cái bài thuốc này chúng ta uống lúc cái bụng chúng ta đói. Còn nếu như mọi người dùng pha trà đó thì chúng ta cũng dùng cái lượng khô. Mọi người dùng cho tôi một lượng là từ 10 đến 12 gram cái lượng khô của cái lá săn xê này ha. Chúng ta dùng phần lá thôi, cái lá săn xê này. Thì khi đó đó mọi người cho vào cái ấm trà, mọi người hãm với nước sôi 10 phút thì mọi người tiến hành mọi người dùng hàng ngày. Thì nếu như chúng ta dùng cái bài thuốc từ lá tươi thì hiệu quả nó sẽ nhanh hơn. Nếu như mà mọi người dùng bằng lá tươi thì trong vòng khoảng chừng 20 ngày là cái bệnh của mọi người đã khỏi hẳn rồi. Đã khỏi hẳn rồi. Còn cái biểu hiện mà giảm thì trong vòng 5 đến 7 ngày thôi thì mọi người đã kiểm tra được cái bài thuốc này có phù hợp với mình hay không. Đó. Nói chung cái quãng đường mà đi tìm cái cây thuốc này thì rất là xa. Từ nhà tôi lên đây khoảng 5-70 cây số vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề đó không quan trọng. Quan trọng là tôi đã tìm được cái thuốc để chia sẻ bài thuốc cho mọi người. Một bài thuốc rất là quý. Mọi người cùng chiêm ngưỡng đây nha. Cái cách mà cái cây săn xê này nó sống, hay cây sitor ha. Một số người gọi là cây sitor. Thì bài thuốc này và cái cây thuốc này là một cái cây thuốc gia truyền của dân tộc Mèo. Người ta thì không có phải là tiếp cận với cái phương pháp trị bằng Tây y như mình, như người Kinh mình nhiều đâu. Người ta chủ yếu là sử dụng những cái dược liệu như thế này nè. Đặc biệt cái cây này người ta rất là quý ha. Người ta ít có chia sẻ lắm. Cái đây ông bạn này thì ổng cũng quen biết rất là thân, cho nên người ta mới cho được cái giống về trồng đó. Vậy thì bây giờ trên kênh Phan Hoa Vlog sẽ có cái giống cây này ha. Để một thời gian sau tôi đã trồng ở gia đình, một thời gian sau nó phát triển thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người. Cái này thì trồng rất là dễ, mọi người dùng những cái phần nhánh như thế này nè, nhánh như thế này nè, mọi người trồng mà nó sống thôi ha. Mà những cái phần nhánh nó cỡ này thôi là mọi người trồng mà sống rồi nè. Đây mọi người nhìn thấy nhánh nó khoảng chừng 15-20 cm như thế này là mọi người trồng đã sống rồi. Nó có các cái mắt này nè, nó rất là dễ sống. Nhưng mà cái bài thuốc này thì tôi đã tìm kiếm rất là lâu rồi, nhưng mà cái cây thì không có. Cái cách làm bài thuốc thì được, thì đã có từ lâu rồi, nhưng mà cái nguyên vật liệu mà để chia sẻ với mọi người thì thật sự là không có ha. Vậy thì hôm nay tôi đã làm tròn trách nhiệm rồi, cái hình ảnh thực tế nhất và cái cây nó đang sống như thế này thì mọi người rất là dễ nhận biết đúng không? Cách phân biệt cái cây khôi tía thì mọi người cũng hiểu rồi đúng không? Đây, hoa của nó. Rồi. Đó là một số cái hình ảnh mà tôi muốn chia sẻ với mọi người về cái cây này và cái bài thuốc đặc trị trào ngược dạ dày và đau dạ dày do viêm đế dạ dày gây ra. Vậy thì bây giờ thì trời cũng nắng, rất nắng rồi. Mọi người cũng có cảm thấy được đúng không? Đây, nắng. Đó, bóng của nó đây mọi người. Cho nên là chắc là sẽ thấy mọi người tôi kết thúc ở đây, tại vì những gì cần nói thì tôi đã nói hết rồi. Đúng không? Rồi. Xin kính chúc sức khỏe tất cả mọi người luôn luôn là vui vẻ này, khỏe mạnh này, rồi làm ăn phát tài trong năm mới này. Rồi bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn mọi người ở những cái video sau nha. Ai mà chưa đăng ký kênh của Phan Lâm Vlog ấy, thì mọi người nhớ nha, mọi người đăng ký giùm ha, đăng ký để tạo động lực cho Lâm đi tìm kiếm những cái bài thuốc quý như thế này chia sẻ với mọi người. Và khi mọi người đăng ký ấy, thì mọi người sẽ bấm vào cái biểu tượng chuông, chọn tất cả thông báo, thì khi đó những cái thông báo mới nhất từ kênh Phan Lâm Vlog sẽ là mọi người nhận là đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta cập nhật tình hình cho nó nhanh nhất ha. Rồi.
Đây, đây là một số hình ảnh cuối cùng trong cái video này ha. Rồi bây giờ ta sẽ chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở video sau nhé.